Nam Mô Bích Tha. Dạ, trước khi con thỉnh sư lên giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn và cảm ơn huynh Quá Tha Ná cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Iti Vuttaka chương 3 ba pháp. Phẩm 4 La Mã, bài 89 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, bị chinh phục bởi ba phi diệu pháp, bởi tâm bị chúng xâm chiếm, đê và đắc tá bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú cả kiếp ở đây không thể cứu chữa. Thế nào là ba bị chinh phục bởi ác dục, tâm bị ác dục xâm chiếm, đê và đắc tá bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú cả kiếp ở đây không thể cứu chữa. Bị phục bởi ác bằng hữu, với tâm bị ác bằng hữu xâm chiếm, đê qua đắc tá bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú cả kiếp ở đây không thể cứu chữa. Dầu cho còn có những thượng pháp cần phải làm do đạt được những chứng đắc đặc biệt, nhưng chỉ có giá trị tầm thường. Đê qua đắc tá đã dừng lại giữa đường. Này các tỳ kheo, bị chinh phục bởi ba phi diệu pháp này, với tâm bị chúng xâm chiếm, đê qua đắc tá bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú cả kiếp ở đây không thể cứu chữa. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Người khởi lên ác dục không được sanh đời này, hãy biết nhờ điểm này sanh thú người ác dục. Ta được nghe như sau về đê qua đắc tá. Được biết là hiền trí, được nhận có tự ngã, đã đứng được chói sáng, chói sáng với danh vọng, tự xem mình bằng ngài, đã chống lại Như Lai, do vậy bị rơi vào cõi địa ngục A Tỳ với bốn cửa đóng chặt đầy đủ những sợ hãi. Chắc chắn ai xâm phạm vị không có ác tâm, vị không có điều ác, phải cảm xúc ác ấy. Vì tâm bị ô nhiễm không có biết tôn trọng, ai nghĩ làm ô nhiễm toàn cả bể đại dương với các ghè đựng đầy đầy cả với thuốc độc, không thể ô nhiễm được vì đại dương quá lớn. Cũng vậy đối với Như Lai, ai lấy lời làm hại, vị đường đi chân chánh, có tâm an tịnh, lời nói không dùng tới bậc chứng hậu. Như vậy bậc trí cần làm bạn với một người như vậy, cần phải gần thân cận với người được như vậy. Tỳ kheo cùng đi theo một tuyến đường người ấy, vị ấy sẽ đạt đến sự đoạn diệt khổ đau. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến sư Nhật Bình, kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mạ Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Thì con xin hành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Minh Đạt cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Hôm nay thì chúng ta học bài số 89 La Mã. Trước khi giảng bài học hôm nay, chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt: Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Apivadimi Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Soa kha tô phagavata tham mô tham măng nạp ma sa mí Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng,
đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền, vượt thời gian. Subhatibbano Phagavato Sawakasangho Sangham Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Do được lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu mong Tam Bảo giang hộ cho chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Bài học hôm nay là ta học bài học số 89 La Mã. Phần chánh văn thì cũng đã nghe cô Nhật Quỳnh đọc. Bây giờ chúng tôi xin tóm lược ba cái chi pháp chính ở đây. Trong cái bài này đề cập đến Đề Bà Đạt Tá, tức là ta phiên âm gọi là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là một cái vị mà nếu mà nói tính giai giới là bà con chú bác Đức Phật. Có thể gọi Đức Phật bằng 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 anh mà gia con chú bác. Thì sau này xuất gia ở trong Phật giáo. Và ở đây đó là cái bài học này đề cập đến Đề Bà Đạt Đa bị suy thoái về đạo đức. Về đạo đức cho nên là nó khởi lên ba cái pháp bất thiện, ba cái pháp. Cái thứ nhất là bởi bị ác dục, ác dục tâm xâm chiếm. Cái thứ hai là bởi ác bằng hữu, tức là thân cận bạn xấu bạn ác đó. Rồi cái thứ ba nữa đó là khi mà Đề Bà Đạt Đa chứng thiền đó, chứng thiền là có thần thông thì từ đó bị coi như là do cái ác dục đó mà các cái thiền chứng nó đều bị hoại, nó bị hoại và nó dừng lại giữa đường. Do cái gì? Do ác dục và ác bằng hữu. Như vậy thì ở đây có ba cái chi pháp, nó chính là như vậy. Bây giờ là trước tiên ta nói đến Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là như chúng tôi đã thưa khi nãy đó, là Đề Bà Đạt Đa là bà con chú bác với Đức Phật. Nếu mà mình tính ra giới đời thì sau này xuất gia làm đệ tử của Đức Phật, làm đệ tử của Đức Phật và tu một thời gian thì Đề Bà Đạt Đa chứng các cái thiện chứng. Chúng ta phân biệt được là chứng thiện chứng chứ chứng không phải là chứng đạo quả thánh nhân. Ở cái chi pháp thứ ba đó là thấy rằng dầu cho còn có được những cái pháp thượng nhân pháp cần phải làm do đạt được những chứng đặc biệt, tức là chứng các thiện chứng đó, thì chứng ở đây đó là thiện chứng của thiện chỉ hay gọi là thiền định. Mà điều này đó thì chúng ta nhớ rằng các cái vị ẩn sĩ thời Đức Phật cũng có thành tựu, cũng có chứng đắc được. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa đó, chúng ta nhớ rằng ban đầu đó thì xuất gia theo Phật, rồi sau một thời gian thì chứng các cái thiện chứng, có thần thông nè, có thần thông nè. Thì ở đây chúng tôi xin nói đó là Đề Bà Đạt Đa đó là cái người cũng phải nói rằng cũng có nhiều cái duyên lành. Duyên lành ở trong chánh pháp. Để khi mà xuất gia theo Phật đó thì do nỗ lực rồi cũng có cái duyên lành đó, cái căn duyên từ quá khứ cho nên Đề Bà Đạt Đa chứng được các cái thiện chứng. Rồi thiện chứng ở đây đó là chúng tôi đang nói là chứng thiền hiệp thế. Một vị chứng thiền hiệp thế đó, thì các cái vị tu ẩn sĩ đó, các cái vị đạo sĩ ngày xưa cũng có thể chứng được cái mức độ đó. Nhưng mà ở đây đó thì chỉ là
làm cho các cái triền cái được lắng dịu đi, được lắng dịu đi do năng lực của thiền áp chế các cái triền cái. Thí dụ như chúng ta làm một cái bảng so sánh, bảng so sánh, cái bảng so sánh á, là chúng ta thấy có năm cái loại chi thiền, năm cái chi thiền và có năm loại triền cái, năm loại triền cái. Tầm á, thì nó sẽ là chi tầm á, của thiền á, thì sẽ là áp chế cái triền cái hôn trầm. Chi tứ á, là nó áp chế cái triền cái hoài nghi. Chi hỷ á, là nó áp chế cái triền cái sân hận. Rồi chi lạc đó thì áp chế cái triền cái trạo cử, và chi định là áp chế cái triền cái tham dục. À, như vậy thì chúng ta nghe mô tả ở trong kinh đó, là vị tỳ kheo ly ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh có tầm có tứ. Thì đây chúng ta gom tầm gom tứ trở thành một cái gọi là sơ thiền, thì từ đó đó cái vị đó áp chế được, nếu có tầm có tứ thì áp chế được do năng lực của thiền đấy, thiền chi sanh khởi lên đó. Cho nên là áp chế được hai cái triền cái đó là hôn trầm và hoài nghi. Hoài nghi. Như vậy thì cái giai đoạn mà tu thiền của một cái vị hành giả thì phải nói là có cái sự nỗ lực lớn lớn lắm, bởi vì đó đã chứng được các cái thiền. Và trong lộ trình, nếu nói trong pháp á, lộ trình chứng thiền đó thì gồm có chuẩn bị, tức là những cái sát na chuẩn bị, rồi sát na cận hành, sát na thuận thứ, sát na chuyển tộc, và còn lại là vô số sát na chứng thiền. Thì cái giai đoạn mà chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc đó, thì cái giai đoạn đó nếu mình nói trong vi diệu pháp đó, thì là những cái tâm đại thiện, nếu chúng ta ở cõi người đó thì nó sẽ làm việc đó, những cái tâm đại thiện tương ưng trí. Thí dụ như bây giờ đại thiện thì nó có tới 8 tâm, mà tương ưng trí nó có 4 tâm thôi, hai tâm thọ hỷ và hai tâm thọ xả. Đại thiện tương ưng trí nó sẽ làm cái giai đoạn, làm việc cái giai đoạn chuẩn bị cận hành thuận thứ đó. Rồi nếu mà vị đó chứng sơ thiền thì ở cái sát na của thiền đó, mà chúng tôi nói vậy không biết là các vị Phật tử có rõ không được nữa, thì cái sát na chứng thiền đó đó, thì nếu mà chứng sơ thiền thì cái nếu mà sơ thiền sắc giới thì tâm thiện sơ thiền sanh khởi lên để làm cho cái vị đó, tức là làm cho vị chứng được thiền, chứng sơ thiền. Thì cái sơ thiền ở đây là cái chỗ thiền đó là cái tâm thiện sơ thiền sắc giới sanh khởi lên. Thế như vậy thì cái sát na thiền đó thì nó vô số, nó vô số. Thiền ở đây là ký tự chữ dấu chữ E có dấu quyền đó, là thiền. Cái ký tự cũng là vậy. Còn chuẩn bị như đó là cái ký tự là chữ ớ mà có dấu hỏi, là chữ ớ mà có dấu nặng là thuận thứ, ý cận hành. Rồi chữ u mà có dấu nặng ở dưới đó là thuận thứ, và chữ y caret mà có dấu hỏi trên gọi là chuyển tập. Thì cái giai đoạn đó làm cái việc mà chứng thiền của một cái vị hành giả, thì đề bà đạt đa đó do nỗ lực tu tập mà chứng thiền. Chứng thiền thì trở lại cái câu chuyện của đề bà đạt đa thì chúng tôi xin nói như thế này nè. Có một lần nọ đề bà đạt đa nói thưa với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, ngày nay Đức Thế Tôn đã già rồi, xin Đức Thế Tôn giao quyền quản trưởng quản tăng chúng cho con đi. Thì Đức Phật ngài mới nói nè: vừa phải rồi này Đề Bà Đạt Đa, tức là Đề Bà Đạt Tá, ngay cả Sariputta và Mokkha La Ná, tức là một Kiền Liên và Xá Lợi Phất đó, ta còn chưa có phải là giống như giao quyền lại, giao quyền lại.
Ở đây nói cái câu này không phải là Đức Phật giữ cái vai trò vị trí của mình ở trong cái vai trò mà lãnh đạo giáo hội, lãnh đạo tăng chúng, mà ở đó đó là Đức Phật cũng không có nói rằng để mà ngài giao lại cái quyền, mặc dù là ở trong nhiều đoạn kinh khác thì Đức Phật cũng vẫn nói rằng Đức ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên có thể thay thế Thế Tôn thuyết giảng giáo pháp, vận chuyển bánh xe pháp này mang lại cái sự lợi lạc cho nhiều người, cho quần chúng như vậy. Nhưng mà khi mà Đề Bà Đạt Đa đề nghị Đức Phật giao quyền lãnh đạo lại cho giáo hội tăng chúng á, cho Đề Bà Đạt Đa, thì Đức Phật nghe nói ngay cả Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất thì Đức Phật còn chưa giao, huống chi là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa đó sinh cái tâm muốn muốn mình là người thống lĩnh tăng chúng. Đề Bà Đạt Đa do nỗ lực cho nên là đã chứng thiền, chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, nếu mà mình nói trong kinh Tạng. Nếu mà mình nói trong vi diệu pháp là đạt được cái trạng thái ngũ thiền. Ngũ thiền thì trong kinh mô tả rằng Đề Bà Đạt Đa đó vì muốn muốn thâu phục A Xà Thế, tức là vua Ajatasattu con của vua Bimbisara đó, vua Bình Sa Vương đó, thì cho nên là Đề Bà Đạt Đa ngồi như thế này rồi biến ra rất nhiều rắn quấn xung quanh người, rất là nhiều, rất là nhiều. A Xà Thế thấy như vậy cho nên là quỳ xuống phủ phục Đề Bà Đạt Đa, phủ phục Đề Bà Đa, nhận Đề Bà Đạt Đa xem như là một người thầy, xem như người thầy. Và Đề Bà Đạt Đa đề nghị với lại vua A Xà Thế bây giờ như thế này nè, ai cũng chết một lần, và nếu mà để chờ tới vua cha băng hà thì lâu lắm. Cho nên thôi bây giờ đó là ngươi giết cha, còn ta thì giết Phật. Ngươi thì giết cha. Nếu mà ai có đi qua Bồ Đề, qua Ấn Độ đó, ngay chỗ Ratchakaha đó, ngay chỗ thành Vương Xá đó, thì ở nơi đó đó là có một cái thành Vương Xá, là ngay chỗ đó có chùa Trúc Lâm luôn, khu cái chỗ quần thể đó là có chùa Trúc Lâm. Bởi vì chùa Trúc Lâm đó là do vua Bình Sa Vương cất để mà cúng dường Đức Phật. Thì vua Bình Sa Vương á đã xây cái chùa Trúc Lâm đó để cúng dường cho Đức Phật. Rồi còn đến khi mà A Xà Thế giam vua cha của mình, nghe lời Đề Bà Đạt Đa xúi dục như vậy, cho nên giam vua cha của mình là vua Bình Sa Vương. Bà hoàng hậu Vi-đi-hi đó thì không cho, người ta không cho đem ông vua A Xà Thế không cho đem vật thực vô để mà thăm thăm vua cha của mình, để bỏ đói luôn trong ngục á. Bà Vi-đi-hi là hoàng hậu á, là của vua Bình Sa Vương đó, bà thấy thương quá, bà tắm rửa sạch sẽ rồi bà xối cái sữa đó, sữa bò đó, mình nói là cái sữa đề hồ, sữa bò đó cát, rồi trộn với thính rồi đó, thính gạo, thính nếp, thính bắp gì đó. Cái món ăn đó là món ăn của nước uống của Ấn Độ đó. Bà tắm rửa sạch sẽ xong bà tưới cái đó vô, bà bận đồ rồi bà đi vô trong ngục thăm vua Bình Sa Vương. Bà cởi đồ ra thì bà cạo những cái chất sữa mà nó bám vô trong người bà đó cho ông vua Bình Sa Vương ăn để mà đỡ đói, đỡ đói để kéo dài, duy trì mạng sống, kéo dài mạng sống. Và khi mà mình đến chỗ cái chỗ đó đó, cái chỗ giam của vua Bình Sa Vương á, thì trong kinh chúng ta đọc á, thì nghe là mô tả rằng là mỗi một đêm như vậy trời có trăng á, thì vua nhìn qua cái song cửa sổ, bởi vì cái buồng giam á, nó kín mít lại hết á, mà nó có song cửa sổ và trời có trăng, thì ông ta ngó lên trên núi Linh Phú Thú. Thì quả thật khi mà mình đứng ở dưới này mình nhìn lên trên núi Linh Thú á, cái nơi mà Đức Phật thuyết pháp, có nhiều cái bài kinh được nói ở trên đó đó, thì chúng ta thấy được cái chất núi đó,
cái chóp núi đó. Thì mỗi một đêm như vậy vua Bình Sa Dương bị giam dưới đó đó. Cho nên là ngó ra cái sông cửa sổ, trời có sáng trăng đó, ngó lên trên đó thấy núi Linh Tú ở trên đó, thấy Đức Phật thuyết pháp cho chư tăng ở trên đó. Rồi vua Bình Sa Dương rất là hoan hỷ. Rồi chúng ta biết rằng vua A Xà Thế đã là giết chết vua cha của mình. Và khi mà vua cha mình vừa chết thì cai ngục mới ra báo với lại vua A Xà Thế biết rằng vua Bình Sa Dương đã băng hà. Thì đồng lúc đó là các tỳ nữ cũng, các vị cận thần tỳ nữ cũng báo cho vua A Xà Thế biết rằng mình cũng vừa mới được hoàng hậu, vua của vợ của vua A Xà Thế cũng đã sanh được một hoàng nam. Thì chúng ta biết rằng là hay hai cái tin đồng một lúc, một cái tin đó là vua cha mình vừa băng hà, và một cái tin đó là mình được hạ sinh được một hoàng tử. Cho nên là lúc đó ông vua A Xà Thế rất là thương con của mình, và lúc đó nghĩ đến cái tình thương của vua Bình Sa Dương đối với A Xà Thế. Và vua A Xà Thế đã nói rằng là quân Bây Đâu hãy thả phụ vương ta ra. Nhưng mà rồi đó là khi đến nơi thì quả thật là vua Bình Sa Dương đã băng hà ở trong ngục. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là cái sự việc đó đó, vua A Xà Thế là nghe lời Đề Bà Đạt Đa giết vua cha của mình bằng cách bỏ ngục, bỏ vô ngục. Còn Đề Bà Đạt Đa đã nhiều lần hãm hại Đức Phật, cho voi uống rượu say rồi hút vào Đức Phật, rồi lên trên núi lá xuống để cho Đức Phật chết, rồi thê nhiều người để mà giết Đức Phật, nhưng mà không có làm được, không làm được. Vì vậy cho nên là Đề Bà Đạt Đa trước khi chết, chúng tôi kể câu chuyện này xong rồi chúng tôi sẽ nói đến ba cái chi pháp này nha. Thì Đề Bà Đạt Đa đó là khi khởi lên một cái ý là để chiếm đoạt, giống như là muốn cai quản tăng chúng. Rồi là Đề Bà Đạt Đa đều đề ra mấy điều, năm điều tất cả. Trong đó chúng tôi nhớ không lầm là một vị tỳ kheo đó là suốt đời bận y phấn tảo. Thì Đức Phật bảo rằng là nếu có những người đàn tính, tức là những người cư sĩ phát tâm cúng dường y thì bận y, chứ không phải nhất thiết phải bận y phấn tảo. Y phấn tảo là quý vị biết rằng y mà lượm ở ngoài nghĩa địa, giặt ra rồi giặt giải ra rồi lượm, lượm ra từng miếng giải quấn thay ma đó ở ngoài nghĩa địa đó, rồi là giặt cho sạch rồi cắt rồi nhuộm may y, đó là y phấn tảo. Nhưng mà nếu như có, Phật nói đó là nếu mà có người, những người đàn tính, tức là những người cư sĩ mà họ cúng dường y thì bà vẫn bằng y. Rồi Đề Bà Đạt Đa đề nghị là thầy tỳ kheo á phải suốt đêm chay, tức là ăn bắt đó, ăn rau cải. Phật nói là nếu mà những người đàn tính cúng cái chi á, thì dùng cái đó. Chứ Đức Phật cũng không có nói là nhất thiết là phải ăn qua loa, ăn chay. Rồi thầy tỳ kheo suốt đời ở ngoài gốc cây, thì Đức Phật nói là nếu mà có những người đàn tính cúng dường cốc liêu á, thì ở cốc liêu, còn không có thì cũng ở gốc cây. Đức Phật nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng những cái tính trung dung, của đạo Phật. Và Đức Phật nói là một trong những cái hạnh dễ nuôi, chứ không phải là khi chúng tôi nhớ rằng Đề Bà Đạt Đa đề nghị tới năm điều, nhưng mà Đức Phật đều nói theo một cách trung dung, chứ không nhất thiết. Khi mà Đề Bà Đạt Đa đề nghị như vậy đó, thì Đức Phật nói như vậy xong, Đề Bà Đạt Đa để cho người, chứng tỏ cho người ta biết rằng mình là cái người tu cao, tu cao. Năm điều mà Đề Bà Đạt Đa đề nghị như vậy đó, thì đây chúng tôi nhớ những cái đại khái, những cái điều mà Đề Bà Đạt Đa đã đề ra như vậy. Thì khi mà Đức Phật ngài không chấp nhận như vậy rồi đó, thì Bà Đạt Đa bắt đầu là thành lập riêng cho mình một cái hội chúng riêng. Như vậy thì những cái người mà theo bề Đề Bà Đạt Đa là có những cái khuynh hướng giống như Đề Bà Đạt Đa. Chúng ta thấy đệ tử Đức Phật đó, thì ngài Xá Lợi Phất ngài có một cái
một số người đệ tử có cái khuynh hướng trí tuệ. Rồi ngày Mục Kiền Liên thì có một số vị đệ tử là có cái khuynh hướng luyện thần thông, tu tập thần thông. Rồi Đề Bà Đạt Đa là những cái người bị ác dục đó khởi lên đó, cho nên là có những người ác dục sanh chung, cộng trú chung và kết nghĩa chung với nhau, bằng hữu nhau, cho nên là Đề Đà Bạt Đa bị vậy. Thì chúng ta nói cái điều này đó, khi mà Đề Bà Đạt Đa chứng các cái thần thông rồi đó, lại khởi lên một cái gọi là ác dục. Ác dục tức là ham muốn, ham muốn thái quá, ham muốn thái quá. Và từ cái ác dục đó nó xâm chiếm cho cái nội tâm của Đề Bà Đạt Đa, và thế làm cho Đề Bà Đạt Đa đó là mất hết thần thông, mất hết thần thông. Chúng ta biết rằng cái người mà chứng chứng thiền chỉ đó, chứng thiền định đó, thì các vị đạo sĩ cũng chứng được, đệ tử Đức Phật cũng chứng được. Ở trong Phổ Nguyên Tỷ chúng ta có hai cái gọi là phương pháp thiền đó, hai phương pháp thiền gọi là phát triển nội tâm đó. Thì gọi là thứ nhất là gọi là Samatha, tức là phát triển về thiền định hay là thiền chỉ. Cái thứ hai là Vipassana, tức là phát triển về thiền quán. Thì phát triển về thiền định đó, thiền chỉ đó, là nhằm để áp chế các cái triền cái và đạt được đến một cái trạng thái xả và định, tức là ngũ thiền đó, nói trong Di Diệu Pháp là ngũ thiền, nếu nói trong kinh Tạng đó là tứ thiền. Thì vị này áp chế được các cái triền cái hoàn toàn, hoàn toàn, cho nên là vị này có được cái thần thông, mà thần thông tức là một trạng thái của ngũ thiền của theo Di Pháp, tức là bây giờ là hiện cũng cũng hiện thần thông như vậy, là chuẩn bị cận hành thượng thứ chuyển tộc và thần thông thiền, là hiện thần thông. Trong cái ký tự của thần thông á là chữ ô, chữ ô tức là cái tâm, nếu mà nói là thánh hữu học mà chứng được ngũ tứ thiền, ngũ thiền ở trong Di Diệu Pháp hay là người phàm phu á, thì đều là sử dụng cái tâm ngũ thiền sắc giới để mà hiện thần thông, mà không phải là chứng thiền nào cũng hiện thần thông. Chỉ có đạt được trạng thái ngũ thiền ở trong Di Diệu Pháp thì mới thể có thể hiện thần thông, hay hoặc là trong kinh Tạng thì tứ thiền là thể hiện được thần thông. Chẳng qua là trong kinh Tạng tứ thiền đó là gồm tầm và tứ chung, tầm và tứ chung, cho nên là nói là tứ thiền là như vậy. Vì vậy cho nên là khi còn đối với bậc A-la-hán thì người ta thể hiện bằng tâm tố ngũ thiền, thể hiện thần thông bằng tâm tố ngũ thiền. Thì chúng tôi trở lại cái câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa biến ra rất là nhiều rắn quấn xung quanh người, cho nên là khi mà Vua Xà Thế đi tới để mà viếng đó, thì thấy sao mà Đề Bà Đạt Đa đặc biệt như vậy, thần thông biến quá, rồi rắn quấn xung người, cho nên là quỳ sụp xuống đảnh lễ. Và mãi về sau này đó là mỗi khi mà Đề Bà Đạt Đa có xin lỗi, Vua A Xà Thế có cất kiến tạo cho một cái ngôi tinh xá cho riêng, cúng riêng cho Đề Bà Đạt Đa, tên là Gaya-si-sát, tức là cái nơi mà cái chùa, cái nơi mà cái chùa riêng ở cho Đề Đề Bà Đạt Đa. Và Đề Đạt Đa là suốt trong quãng đời đó, trong ở trong cái chùa đó thôi, và cùng với lại những cái người đệ tử của mình xung quanh. Chúng ta nhớ rằng là cái câu chuyện nó trở lại như thế này. Đề Bà Đạt Đa trong kinh ghi là Đề Bà Đạt Đa sau này hối hận, bởi vì mất hết thần thông rồi. Hồi trước thì còn biến hóa ra cái một thân đến nhiều thân, rồi từ nhiều thân lại còn là một thân, rồi biến cái này biến cái nọ. Cái chuyện mà biến thần thông á, thể hiện thần thông á, nó chẳng qua là cái vị đó lúc còn sinh thời tu tập những cái đề mục mà mình tu, thí dụ như đề mục đất, hai đề mục lửa, hai đề mục gió. Thí dụ như chúng ta thấy rằng một thân mà biến nhiều thân thì có thể đó là vị đó tu cái đề mục đất, rồi là vị đó đi ở trong lửa là vị đó thể hiện cái niệm đề mục nước, tức là do mình lúc mình còn
còn sinh thời đó, còn đương thời đó, thì mình do có tu tập cái đề mục nước, cho nên là mình khi mình đi trong lửa mình niệm đề mục nước, nước nó sẽ kỵ lại với lửa, đi trong lửa không bị cháy. Rồi đi để niệm đề mục lửa ở trong nước, hay hoặc là một thân biến nhiều thân, vân vân, thì cái điều đó là điều là do cái năng lực tu tập của mỗi vị lúc còn sinh thời mình trau dồi, mình tu tập những cái đề mục đó. Cho nên khi mà mình có thần thông thì mình biến hiện thần thông là chuyện bình thường. Một thân biến nhiều thân, hoặc là hình hài này qua hình hài kia, vân vân, hoặc là nhớ kiếp trước, thì tất cả những điều đó đó là do cái sự tu luyện của chính mình, tu tập của chính mình. Và khi mà Đề Bà Đạt Đa không còn thần thông nữa đó, cho nên là sau này ăn năn hối hận. Vì vậy cho nên là Đề Bà Đạt Đa xin gửi lời để xin Đức Phật là cho đến để đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật nhận lời. Thì có một số người đệ tử của Đề Bà Đạt Đa cũng như một số người khác đó cho rằng Đức Phật không thể nào mà chấp nhận cho Đề Bà Đạt Đa đến thăm Đức Phật lần cuối. Không thể nào chấp nhận cho Đề Bà Đạt Đa đến thăm Đức Phật lần cuối. Thì Đề Bà Đạt Đa nói như thế này nè: Đức Phật luôn luôn có lòng từ đối với ta. Đức Phật luôn luôn có lòng từ với ta, dù ta hay là gia du, dù ta hay là Rahula, thì Đức Phật vẫn luôn luôn có lòng từ với ta. Cho nên là xin Đức Phật đến để mà thăm lần cuối, thì Đức Phật nhận lời. Nhưng mà Đức Phật nói một điều đó, nói một điều như thế này nè, không phải nói ngay Đề Bà Đạt Đa, mà Đức Phật ngài tuyên bố trước tăng chúng á, là Đề Bà Đạt Đa từ khi mà đã làm thân Phật chảy máu rồi á, là nhiều cách hãm hại Đức Phật, kể từ đó không bao giờ gặp mặt Như Lai, kể từ đó giờ không bao giờ gặp mặt Như Lai. Thì thế rằng á, Đề Bà Đạt Đa khiêu đệ tử khiêng cái kiệu để từ ở một cái ngôi đại tự của mình, tức là cái nơi mà Gaya si xá, tức là cái chùa đó đó, khiêng những người đệ tử của mình, những người đệ tử mình khiêng cái kiệu đi. Nhưng mà rồi á, thì khi mà đến trước chùa mà nơi Đức Phật ở á, thì bắt đầu bỏ Đề Bà Đạt Đa xuống để Đề Bà Đạt Đa bước ra khỏi kiệu để đi vô đảnh lễ Đức Phật. Thì vừa bước xuống cái kiệu đó đó thì tự động là đất rút, cái quả địa cầu không chịu nổi cái nghiệp, cái quả ác nghiệp của Đề Bà Đạt Đa, cho nên là Đề Bà Đạt Đa bị đất rút. Khi đất rút như vậy đó thì lúc từ 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 xuống, thì giống giống như mình bị xuống cái bùng sình đó, thì nó sức nặng nó là rút 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 xuống. Thì Bà Đạt Đa mới đưa cái tay lên và rút tới đó đó, thì Bà Đạt Đa nói là cái phần nào còn lại đó thì con xin dường Như Lai cúng dường Đức Phật, Đức Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn nhận cái tấm lòng của con. Thì Đề Bà Đạt Đa bị đất rút vào trong lòng đất, thế là Đề Bà Đạt Đa sanh vào địa ngục Tỳ. Rồi theo trong sớ giải thì ghi lại là sau này mãi về cái quả địa cầu sau này, thì Đề Bà Đạt Đa sẽ thành một vị Phật độc giác tên là Atthisara, có nghĩa là vị Phật độc giác bộ xương cô á. Thì chúng tôi nhắc cái câu chuyện vậy để cho chúng ta nói đến cái việc mà đang đề cập đến Đề Bà Đạt Đa là như vậy. Bây giờ nè, Đức Phật ngài nói có ba cái pháp bất thiện này mà khiến cho Đề Bà Đạt Đa bị xâm chiếm và bị đọa vào địa ngục, cả trú cả kiếp ở ở đó, cả một cái đời sống dài rồi đó. Cái thứ nhất đó là bởi ác dục nè. Ác dục ở đây đó là sao? Mình nghĩ cái cách để mà mình hại người khác, mình hại người khác. Mình nghĩ cái cách để mà mình mong muốn cái này hoặc mong muốn cái kia. Như bề Đề Bà Đạt Đa là mong muốn chiếm địa vị độc tôn, là mình lãnh đảnh đạo tăng chúng, hay là mình yêu cầu cái này được để người ta biết mình về cái điều đặc biệt như những điều mà Đề Bà Đạt Đa đề xướng ra để xin Đức Phật yêu cầu 5 điều đó. Thì đây là Đề Bà Đạt Đa bởi cái gì? Bởi cái ác dục đó, tức là cái ý muốn ác, cái ý muốn mà mình không có khống chế được đó, cho nên là
làm cho các cái thần thông của mình nó bị mất đi. À, và chính cái ác dục đó nó làm cho tâm bị mờ ám, rồi tâm dấy lên những cái phiền não. À, đó chính bởi vì cái ác dục đó. Thí dụ như mình nghĩ ở trong một cái gì đó thì mình chỉ nghĩ sơ, nghĩ những cái điều mình muốn như vậy thôi, nhưng mà khi mà mình đem ra thực hiện á, mình bị những cái điều đó nó giày xéo mình hoài, nó khơi gợi mình hoài đó, làm cho những cái điều đó mình nghĩ tới nghĩ luôn, nghĩ tới nghĩ luôn, mình đem ra mình thực hiện thì cái đó được gọi là ác dục. Cái điều ác đó đó mình nghĩ tới nghĩ luôn nhiều lần rồi mình đem ra mình thực hiện, điển hình như Đề Bà Đạt Đa đã tìm cách để nghĩ rằng sẽ lãnh đạo giáo hội, lãnh hội đạo tăng chúng. Đề Bà Đạt Đa đã tìm cách để mà nhiếp phục vua A Xà Thế. Đề Bà Đạt Đa đã nghĩ đến những cái điều mà mình ham muốn, thống lĩnh rồi chia rẽ chư tăng này kia đó, thì chính cái ác dục đó nó khởi lên làm cho Đề Bà Đạt Đa mất đi cái thần thông, mất đi thần thông. Như vậy thì ác dục là cái mà mình nghĩ trong cái muốn muốn điều xấu, thích thú ham muốn những cái điều xấu, nó thiêu đốt mình, nó khơi gợi lên và nó khiến cho mình phải có những cái hành động, thân hành động hoặc khẩu hành động bất thiện đó. Vì vậy cho nên là khiến cho Đề Bà Đạt Đa bị mất thần thông. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của tiền kiếp của Đức Phật khi Ngài còn là Bồ Tát, chúng ta đọc ở trong chuyện Jataka đó, thì Đức Bồ Tát Ngài có thần thông, mỗi buổi sáng là Ngài bay xuống thành để mà đi khất thực nhờ, rồi Đức Vua cũng làm nghe Ngài thuyết pháp, rồi đó là hộ độ cho Ngài. Ngài dùng cơm xong Ngài bay về núi Tuyết Sơn để mà Ngài ở trên đó là Ngài hành thiền. Nhưng mà rồi một bữa hôm là Ngài dùng thần thông Ngài bay, đang bay vậy đó, thì Ngài thấy hoàng hậu đang lõa thể, đang tắm, thì khởi cái dục lên ấy, khởi dục lên cho nên là bị đứt thần thông rớt xuống. Thì khi mà Ngài thấy như vậy cho nên là Ngài sanh lòng tàm, lòng quý. Bữa trưa hôm đó là Ngài không dùng dùng Phật thực mà Ngài kiếm cái chỗ thanh vắng để mà Ngài thù thì lúc đó thì đức đức vua đã ngự giá thân chinh ra ngoài biên ải để mà dẹp loạn giặc rồi. Dẹp giặc loạn rồi cho nên là chưa có về. Rồi đến khi mà Đức Bồ Tát Ngài ngồi thiền, Ngài khởi lên lòng tàm lòng quý vậy, Ngài ngồi thiền, sau đó thì Ngài lấy lại cái đề mục và Ngài chứng lại các thần thông, Ngài dùng thần thông Ngài bay về trên núi trở lại. Thì nói như vậy đó, cái người mà mình chưa chứng thiền á thì để mà chứng thiền và có thần thông thì nó khó, nhưng mà cái người mà đã chứng thiền rồi có thần thông thì cái người đó họ dễ dàng lấy cái đề, lấy lại cái đề mục mà mình chứng đắc nó rất là dễ, bởi vì họ đã có sẵn, bây giờ họ vì lý do này hoặc lý do kia mà họ bị mất, bây giờ họ lấy lại nó rất là dễ. À, giống như là mình có một số tiền bỏ trong túi bị rớt thì mình quay xuống mình lượm, còn cái người mà không có số tiền nào ở trong túi thì có gì đâu mà rớt để mà lượm. À, ý chúng tôi muốn nói là cái người chưa chứng thiền, chưa có thần thông thắng trí đó, thì cái người đó làm rất là khó, tức là tu tập để có những cái điều đó, có được các cái thiện chứng, rồi có được cái thần thông thắng trí, ở đây gọi là pháp thượng nhân á, pháp thượng nhân á, thì nó rất là khó. Cho nên cái người mà có đi tìm lại rất là dễ, còn cái người chưa có thì không có cái gì đâu để mà đi tìm, cho nên là chúng ta làm là làm coi như là chúng ta làm mới từ đầu luôn á, nó rất là khó. Như vậy thì cái pháp thứ nhất là do bởi ác dục khởi lên cho nên là Đề Bà Đạt Đa bị xâm chiếm, và khi mà xâm chiếm như vậy thì Đề Bà Đạt Đa bị mất hết thần thông, và sau này Đề Bà Đạt Đa chết thì bị Đề Bà Đạt Đa xâm vào đọa xứ. Cái pháp thứ hai nữa đó là nói cái gì, nói đến cái sự xâm chiếm cái gì, nói đến cái bằng hữu, tức là bạn xấu. À, bạn xấu đó là Đề Bà Đạt Đa nè, kết giao với lại vua A Xà Thế. A Xà Thế là cái người mà khởi lên cái tâm cũng ác, tức là muốn giết cha mình để xóa ngôi, còn Đề Đạo Bà Đạt Đa muốn giết Đức Phật giành vị trí độc tôn của mình, lãnh lạo đạo giáo hội tăng chúng như là Đức Phật, cho nên là Đề Bà Đạt Đa đã khởi lên cái dục đó, và do vậy thì hai cái người này lại
hai cái người này kết giao lại với nhau, gọi là ác bằng hữu mà, ác bằng hữu tức là bạn xấu đó. Rồi Đề Bà Đạt Đa lại có những cái người đệ tử của mình cũng có những cái khuynh hướng giống như vậy, có những cái khuynh hướng như vậy. Cho nên ở đây á, nói đến ác bằng hữu thì có thể nói rằng là nó có hai cái ý nghĩa. Cái thứ nhất á, là nói đến cái nghĩa đen, là ác bằng hữu là khi chúng ta chơi với những bạn ác xấu. Cho nên những bạn ác xấu nó có những cái suy nghĩ, những cái hành động, những cái lời nói là toàn là ác không. À, cho nên lôi kéo mình vô trong đó, lôi kéo mình đó, tập tành theo những cái điều ác xấu đó. À, Đề Bà Đạt Đa đã có những người bạn điển hình như là vua vua A Xà Thế. À, rồi á, chúng ta nhớ rằng Đề Bà Đạt Đa thì tìm cách giết Đức Phật, lên trên núi rồi cho voi uống rượu hút, rồi lên trên núi hoặc là thuê người giết Đức Phật, rồi lên trên núi lăn đá xuống là một mảnh dân chúng Đức Phật đó, dân chúng Đức Phật chảy máu. Cho nên là nói là năm tội ngũ nghịch là làm Phật chảy máu là vậy đó, làm cho Phật chảy máu. Chứ vị chánh đẳng chánh giác thì không có ai mà giết được đâu nha. Chỉ có vị Thinh Văn Giác thì nếu có cái nghiệp xấu, nghiệp không tốt thì quả nó trả thôi, chứ còn vị chánh đẳng chánh giác thì không ai giết được. Nhưng mà có làm chăng thì cũng chỉ làm cho Phật chảy máu, như Đề Bà Đạt Đa đã lăn cục đá xuống, rớt xuống dưới trúng một cục đá khác, nó mẻ ra một miếng, nó dăng vô cái chân của Đức Phật, đứt ra làm cho chảy máu thì có. Như vậy thì cái pháp thứ hai mà làm cho Đề Bà Đạt Đa bị chinh phục, bị xâm chiếm bởi ác bằng hữu, tức là những người bạn xấu. Cái nghĩa thứ hai của người bạn xấu ở đây đó là Đề Bà Đạt Đa nuôi ở trong lòng với những cái tư tưởng xấu, nuôi ở trong lòng mình với những cái tư tưởng xấu, bởi tham dục, bởi sân hận, bởi đủ thứ chuyện trên cuộc đời. Tức là những cái pháp bất thiện luôn luôn dày dặn gắn bó Bà Đạt Đa. Cho nên là có một lần chúng ta nghe rằng Đức Phật hỏi Đề Bà Đạt Đa, ấy là để hỏi ngài A Nan vậy chứ con đường phạm hạnh này làm sao, thì Đề Bà ngài A Nan mới trả lời. Đức Phật hỏi ngài A Nan là con đường phạm hạnh là như thế nào, thì ngài A Nan mới trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, một nửa con đường phạm hạnh này là do thân cận bạn lành. Thân cận bạn lành, thì Đức Phật ngài mới nói như thế này nè, ngài nói không phải như vậy A Nan, không phải là một nửa mà toàn bộ đời sống phạm hạnh này là nhờ thân cận vào bạn lành. Thân cận bạn lành thì bạn lành ở đây trong cái nghĩa đen, là cái nghĩa thực đó, là chúng ta thân cận với những cái người bạn bạn tốt với nhau, bạn thiện trí thức với nhau, bạn mà có giới, có niềm tin, rồi có trí tuệ hiểu biết đồng với nhau như vậy, bạn mà có những cái tri kiến, niềm tin, sở hành đúng đắn, thì cái người đó gọi là bạn lành. Còn cái người mà không có những cái tri kiến đúng đắn, không có một cái niềm tin đúng đắn, tà kiến hay là tà tính, hay là có một cái sở hành của mình nó một cách sai trái, thì cái người đó không được gọi là bạn lành mà gọi là ác bằng hữu. Như vậy thì Đức Phật trả lời là toàn bộ cái con đường phạm hạnh này này A Nan là nhờ thân cận bạn lành. Thì bạn lành ở đây chúng ta hiểu là chúng ta gần gũi những cái người bạn đồng niềm tin, đồng giới hạnh, đồng trí tuệ giống như chúng ta, thì chúng ta cũng giống như những người đó, và những người đó giống như chúng ta, đều đồng, đều có giới đức, đều có niềm tin, rồi đều có cái trí tuệ hiểu biết, niềm tin, tri kiến đúng đắn, thì cái người đó người bạn lành đó chứ, người bạn lành. Rồi cái thứ hai nữa là tâm mình nuôi dưỡng những cái thiện pháp ở trong lòng thì đó là bạn lành. Xem như là bạn là thiện pháp ở trong lòng, còn bạn ác tức là mình nuôi cái thiện pháp ở trong trong lòng của mình là bạn ác. Cho nên người nào mà để cho cái tham dục, dục tư duy, hận tư duy hoặc là hại tư duy cứ dấy lên, nó khởi lên hoài, khởi lên hoài, tiềm tàng cứ vậy khởi lên hoài như vậy đó, thì cái người đó nuôi cái người gần gũi với người bạn ác bằng hữu. Ngược lại cái người mà nuôi cái thiện pháp ở trong lòng, tức là vô dục tư duy, vô hận tư duy, vô hại tư duy, thì cái người đó được gọi là người bạn lành. Hay nói cách khác, người bạn lành là người mà
nuôi dưỡng cái thiện pháp ở trong lòng của chúng ta một cách đều đặn thường xuyên như vậy. Đó là toàn bộ cái con đường phạm hạnh của mình. Như Đức Phật đã nói. Như vậy thì đề Bà Đạt Đa là do thân cận với những người bạn ác xấu. Như vậy khi mà thân cận với người bạn ác xấu vì bị xâm chiếm như vậy, cho nên là sau khi đề Bà Đạt Đa lâm chung thì sẽ xâm vào cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula gì đó. Rồi bây giờ nói đến cái pháp thứ ba nữa là gì? Là dầu cho còn có những pháp thượng, thượng pháp cần phải làm do đạt được những chứng đắc đặc biệt, nhưng chỉ có giá trị tầm thường, đề Bà Đạt Đa đã dừng lại giữa đường. Dừng lại giữa đường, chúng ta hiểu điều này nè. Bản thân của đề Bà Đạt Đa đã chứng tứ thiền ngũ thông. Tứ thiền tức là nói theo kinh tạng, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tương ứng với lại ngũ thiền ở trong di diệu pháp đó. Thì nhưng mà có năm cái loại thần thông, tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tâm thông, túc mạng thông, biến hóa thông, tức là thần thông đó. Thì năm cái loại thần thông đó đó là đề Bà Đạt Đa đã có. Nhưng mà rồi khi mà đề Bà Đa do tham dục, do gần bản ác, do ác dục đó, và do gần bản ác, cho nên đề Bà Đạt Đa mất hết và dừng lại chỗ đó. Nhưng vậy đó tu không được tiến được nữa. Và thế là sau khi Bà Đề Đạt Đa mệnh chung thì đề Bà Đạt Đa xâm vào trong khổ cảnh, mà nói là cái con đường tu tập của mình đó, nó dừng lại. Đó là đề Bà Đạt Đa dừng lại do rằng sao? Do rằng là khởi lên bởi ác dục. Do là rằng là thân cận với những cái bạn ác hữu, ác ác bằng hữu, và vì vậy cho nên là các cái thiền chứng của mình nó bị mất hết luôn, nó mất hết hoàn toàn, và do cái quả của ác nghiệp mà đề Bà Đạt Đa đã làm. Chúng ta thấy đề Bà Đa đã chia rẽ tám nè, đề Bà Đa đã làm cho Phật chảy máu có nè, năm cái tội ngũ nghịch đó, thì đề Bà Đạt Đa đã làm hết hai tội rồi. Vì vậy sau khi mà đề Bà Đạt Đa mệnh chung thì sanh vào trong khổ cảnh là như vậy. Thì trở lại với cái điều mà ở trong nội dung này á, thì Đức Phật ngài nói lên cái kệ mà ở đây chúng tôi xin đọc luôn: người khởi lên ác dục không được sanh đời này, hãy biết nhờ điểm này sanh thú người ác dục. Ta được nghe như sau về Đê Quá Đát Tá, được biết là hiền trí, được nhận là tự ngã, có tự ngã, đã đứng được chói sáng, chói sáng với danh vọng, tự xem mình bằng ngài, đã chống lại Như Lai, do vậy bị rơi vào cõi địa ngục A Tỳ với bốn cửa đóng chặt. Bốn cửa đóng chặt là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula đó. Bốn cửa đóng chặt, đầy đủ những sợ hãi, chắc chắn ai xâm phạm, ai xâm phạm, vị không có ác, không có ác tâm, vị không làm điều ác, phải phải cảm xúc ác ấy, vì tâm bị quế nhiễm, không có biết tôn trọng, ai nghĩ làm điều nghĩ làm ô nhiễm toàn cả bể đại dương, giới cát ghè đựng đầy đầy cả giới thuốc độc, không thể ô nhiễm được vì đại dương quá lớn. Cũng vậy đối Như Lai, ai lấy lời làm hại, vị đường đi chân chánh, vị đường đi chân chánh, vị có tâm an tịnh, lời nói không dùng tới, bậc chứng ngộ như vậy, bậc trí cận làm bạn với một người như vậy, cần phải gần thân cận với người như được như vậy, tỷ kheo cùng đi theo một tuyến đường người ấy, vị ấy sẽ đạt sự đoạn diệt khổ đau. Ý nghĩa này được Đức Thế Tôn nói đến. Như vậy thì chúng ta thấy ba cái chi pháp trong đây. Chúng tôi xin nói lại, cái thứ nhất là khởi đề Bà Đạt Đa, khởi lên cái ác dục. Ác dục tức là nghĩ bởi vì tham đó, mà nghĩ cách này cách kia để làm hại người khác đó, và nung nấu ở trong lòng hoài là khởi lên ác dục. Cái thứ hai nữa là bởi thân cận với bà ác bằng hữu, tức là bà bạn ác á,
Ác bằng hữu ở đây thì cũng có hai nghĩa, là chúng ta nuôi ở trong lòng với một cái tư tưởng bất thiện, tức là cái tham dục, cái dục rồi hận rồi hại đó, tư duy đó. Nên đó, cái thứ hai nữa là mình gần gũi những cái bờn ác xấu thì họ họ sẽ xúi dục và họ gần gũi rồi dạ lây nhiều thứ. Cái thứ ba nữa là những cái pháp mà tức là những cái thiền chứng mà Đề Bà Đạt Đa đạt được đó thì sẽ dừng lại và có thể là bị tiêu mất luôn. Và do vậy đó thì Đề Đạt Đa đó là bị sanh vào trong khổ cảnh, khổ cảnh mà nãy chúng tôi đã có nói với vị đó. Như vậy thì ở đây đó là Đề Bà Đạt Đa đã làm những điều đó. Qua cái bài học này đó thì chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này chúng ta tu học cũng vậy, tu tập cũng vậy. Nếu chúng ta bị ác dục thì chúng ta phải tìm cách để loại trừ nó đi. Cái thứ hai nữa, trong đời sống này chúng ta phải tìm thần thiện bạn hữu, tức là vừa nuôi ở trong lòng những cái thiện pháp, vừa thân cận với những người có niềm tin chân chánh, có giới hạnh đúng đắn và có một cái trí tuệ hiểu biết chân chánh, thì cái người đó gọi là thiện hữu. Chúng ta nên gần gũi thiện hữu. Cái thứ ba nữa là chúng ta đừng nghĩ rằng trong cuộc tu này ở bấy nhiêu là vừa, mà chúng ta cần phải phấn đấu rất là nhiều, và nếu không nó là lệch qua một chút á, thì đường tu của chúng ta nó chững lại liền, cái sự tu tiến chúng ta chững lại liền. Niềm tin trước đây có và bị mất, giới hạnh trước đây có bị mất, thiền chứng chúng ta được an tịnh rất là nhiều, chúng ta tu thiền được an tịnh rất nhiều, bây giờ chúng ta bị loạn tâm, hay là chứng thiền chứng chúng ta đã có chứng rồi bây giờ tự nhiên biến mất thì cái đó là không phải tốt. Vì vậy cho nên là chúng ta nên làm cho các cái pháp thượng nhân, tức là cái nội tâm của chúng ta được an tịnh, rồi nếu được thì chúng ta sẽ chứng được các cái thiện chứng. Đó là điều mà cần thiết ở trong đời sống tu tập của chúng ta rất là nhiều. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời, kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ với Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta được an lạc, duy trì niềm tin tu tập ở trong giáo pháp này. Nam mô Bụt Tha Giá. Trên được sự lợi ích và sự tiến hóa, chúng con xin được thành kính tri ân thượng tọa Pháp Tân, và con xin được thành kính cung thỉnh đại đức minh hạnh từ bi hoan hỷ chúc phúc cho rôm sau thời pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức minh hạnh ạ. Tất cả các ba có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin do quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lần tay dạ, chúng con xin được thành kính tri ân đại đức minh hạnh từ bi hoan hỷ thay mặt chư đại đức tăng để chúc phúc cho rôm sau thầy pháp. Nhà Vatana xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch để hồi hướng. Ya-thê-va-đa-san-ti-vi-ha-ra-va-si-ni thu-pê-kha-rê-phô-thi-kha-rê-ta-hinh-ta-hinh ta-tha-ma-đa-nê-na-pha-van-tu-pu-chi-ta Sô thiên ca rôn tê tha vi ha ra man đa lê thế ra cha ma cha na va ca cha pi kha vô
Saramika Dhanapatiupasaka Gamachadesani Kamachaisara Sapanaputa Sukhita Pavantu Te Chala Puchaye Pichanda Sampawa Sangseda Chata Atavopapatika Niya Nikang Dhamma Varang Patichate Sabbe Pidukha Sakarontu Sankhayang Thatu Chirang Satang Dhammo Dhamma Taraja Pukhala Sangkho ho tu samakho va athaya ca hitaya ca Amhe rakhatu sathammo sabbe pidhammacarino Vuttheng sampa punayama Dhamma ariya pavetite Sabbe sattha virahontu sukhita hontu nidukha hontu apayapaccha hontu Anika hontu, dika yuka hontu, aroga hontu, sampati, samichantu, sukhiatanam, pariharantu, dukkhapatthajani, dukkhapapatthajani, paya, sokapatthajani, soka hontu, sabbe vipanino, etta.